Vay nào, chạy nào. Hốt để rồi, ok, nghe thường là hai cháu tìm hiểu thương yêu nhau và hai cháu con thuyền hạnh phúc tình yêu của hai cháu đã gặp đến. Đúng là phút này đây, các cháu xin phép đã được đồng ý của hai bên bố mẹ và được sự vui vẻ của các cụ và được sự đồng ý của đảng ủy chính quyền ủy ban đã chính kết hôn cho hai cháu đúng theo luật hôn nhân gia đình năm 2022 của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam. Nay hai cháu chính thức lên thân chồng vợ. Từ giờ phút này nhà gái chúng tôi có một thành viên mới là cháu Tuấn, là cháu rể của các cụ trong tầng tập nhà chúng tôi và là con rể của ông Thành và bà Nhung và là chồng của cháu Nhung. Thì xin kính thưa, từ giờ phút này tôi mong rằng cháu Tuấn sẽ sống đúng là đạo, dâu hiền rể thảo, dâu hiền như gái và rể hiền như trai. Trước khi ngừng lời phát biểu, xin kính chúc quý vị đại biểu tất cả hội hôn có mặt trong buổi hôm nay rất vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Lời cảm ơn trước khi gia đình chúng tôi đón tiếp tất cả quý vị quan viên hai họ. Nếu có điều gì thì quyết mong tất cả được điều thứ cho gia đình. Lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, chúc buổi đại lễ kết đồng thành công rực rỡ, chúc cho cô dâu trăm năm tình duyên mãn và đầu tiên phu thê. Xin thế ạ. Cảm ơn rất là quý vị, một lời phát biểu rất tuyệt vời bác trưởng đoàn đại diện gia đình và nhà gái. Và bây giờ hai bác sẽ cùng chào cho nhau tươi chầu để chính thức kể từ ngày hôm nay, kể từ giờ phút này. Bây giờ là 9:30 ngày 19/4/2022, tức ngày 19/3 năm Nhâm Dần. Và hai bác sẽ cùng trao cho nhau tươi chầu để đánh dấu một ngày trọng đại của đôi bên gia đình. Kể từ ngày hôm nay, đôi bên gia đình đã chính thức kết thành tình không gian. Và xin chúc cho tình không gian sẽ mãi luôn đậm đà, hạnh phúc, tuyệt vời. Và một tràng vỗ tay thật lớn với nhau một lần để quý vị nhỉ. Đôi bên gia đình thì bây giờ xin được mời chú rể điển trai của chúng ta, chú rể Quốc Tuấn. Chú rể điển trai của chúng ta, chú rể Quốc Tuấn sẽ cùng di chuyển tới.